Dạ, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay ngày cuối tuần, hai bố con em lại lên những cái giỏ lan rừng để bán cho các bác sưu tầm. Lời đầu tiên xin được chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công. Và trên tay em hôm nay đầu like thì em lên một cái sản phẩm mới, đó là một dòng Dendro. Dendro này nó là dòng Dendro thân lùn nha các bác, gọi là Dendro Phượng Hoàng, mặt hoa rất là đẹp. Bác nào sưu tầm cái dòng này ấy, thì kết nối Zalo với em sẽ cung cấp mặt hoa. Đây là một sản phẩm mới, em mới sưu tầm được 8 chậu thôi, và nó trong cái chậu nhỏ thì ngày hôm qua tranh thủ về thì em sang chậu, em trồng lại rồi, nhưng mà em chưa phun chống thối. Nên là khi các bác đặt cái dòng Dendro này ấy, thì chiều nay em sẽ phun, em để cho nó, em phun chống thối và chiều mai em mới gửi cho các bác được. Đấy, chiều mai mới gửi các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm, phun chống thối về các bác chỉ việc tưới nước thôi. Yên tâm, em trồng lại sang chậu như này. Một dòng những mặt hoa thơm, hoa đẹp em sưu tầm được, giống hoàn toàn mới như các bác nhé. Em sẽ cung cấp mặt hoa, nếu như bác nào có mặt hoa rồi thì thôi, còn nếu mà chưa có mặt hoa này, thực ra mặt hoa rất là đẹp, hoa thơm, sai hoa, mà nó không phải là cái dòng Dendro nắng cao lênh khềnh như này đâu. Đây là thân lùn các bác nhìn này, nhưng cái thân này đã thắt ngọn rồi, nó rất ngắn thôi. Đó, nó thắt ngọn, thân ngắn, thân lùn, và giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Một chậu rất nhiều mầm như này có giá 180.000, và các sản phẩm này là chưa có phí ship các bác nhá. Chưa có phí ship, 180.000. Đây. Một chậu số 02. Chậu số 01 Dendro Phượng Hoàng đây. Các bác nhìn cái mầm nó lên thích không? Lá mít to, 180.000. 180.000. Và chậu này cũng rất là đẹp, được 1, 2, 3 cái mầm như thế này, cũng 180.000, số 03, 3 chậu Dendro Phượng Hoàng nhá. Vâng. Và tiếp theo em lên cho các bác một cái sản phẩm, đó là kiều vương Lộc Bắc. Nụ nó như thế này, trên này còn rất nhiều mắt nụ các bác nhé, đang sưng. Những cái mắt như thế này gửi đi cho các bác là an toàn. Còn cái hoa này, những cái hoa mà nó dài như thế này thì khu vực ở miền Hà Nội, Hải Phòng nó nhanh thì các bác về được chơi hoa thôi. Còn các bác mua đấy, có một lời khuyên như thế này, các bác nên mua những cái sản phẩm mà nó có nụ như thế này, nụ bé như thế này, gửi về các bác là yên tâm. Đấy, tuần trước thì em gửi cho một bác ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ấy, một chậu Dendro, một chậu đùi gà trắng. Thì cái chậu Dendro đấy đi quá trình vận chuyển nó nụ nó to quá rồi, đi lâu ngày nó về nó hỏng mất, thực sự rất tiếc, rất xin lỗi bác. Và một bác ở Bến Tre thì cái nụ nó to như này rồi đấy, vào nó hỏng mất, cũng rất xin lỗi bác ấy. Thực sự ra mà nói không biết làm cách nào, bởi vì đơn vị vận chuyển người ta chỉ có cái như thế thôi, mà gửi cước hỏa tốc thì nó cao quá, một thùng xốp bây giờ 400-500 nghìn không chịu được nhiệt. Nên là khi các bác mua sản phẩm, các mua những dòng mà nó nhú nụ như thế này rất là đẹp. 350.000, số 07, một chậu kiều vuông Lộc Bắc, 350.000, số 07. Đấy, đây những chậu cực kỳ đẹp như thế này, có nút cầm chữ đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, chưa kể thân nỏ mày, 14 thân nụ đang sưng rất nhiều luôn. Các bác nhìn mắt như thế này rất an toàn rồi, các bác về chỉ việc treo, các bác tưới nước thôi. Cái dòng này á, các bác có thể như thế này, hôm qua thì em đã bổ sung thêm phân và vỏ thông ở đây rồi, phân dê bổ sung, các bác về chỉ việc tưới nước. Và cái dòng này nó đang lên mầm gốc này các bác này, đang lên rất nhiều cái mầm non nữa. Nên là các bác này, về các bác tưới nước bình thường thôi, đã không tưới thì thôi nhé, các bác lưu ý này, đã không tưới thì thôi, tưới phải cho nó đậm, mà tưới thật đậm cho nó ướt giá thể, xong 2 ngày sau các bác tưới cũng được, không sao cả, bởi vì thân nó to như thế này nó cần hút nước nhiều. Đấy, mùa này thì nó nắng nhiều chỗ, nó nắng nóng, nhưng các bác yên tâm. Số 06, 350.000, những chậu kiều vuông Lộc Bắc này, thực sự với Lộc Bắc còn chỉ có em bán giá như thế các bác, 14-15 thân như thế này. Chậu này còn nhiều thân hơn, nụ rất nhiều. Chậu số 05 cũng có giá 350.000. Thực sự cái lô kiều vuông này quá đẹp luôn. Chậu này thân ngắn hơn nhưng mà nhiều thân, cũng 350.000. Đúng ra những chậu kia phải bán hơn một tí, chậu này có thể giảm một tí, nhưng các bác thông cảm thôi.
vườn trồng được lên nào cùng lứa thì em bán như thế cũng rất nhiều nụ đây, các bác yên tâm nhé. Đấy, 350.000 số 04. Để gọn vào đấy cho xe đi qua. Cái nào quay rồi thì phải gọn vào. Chỗ này quay chưa? Chỗ này quay rồi. Này quay rồi, chỗ này chưa chứ. Chậu 05 quay chưa nhỉ? Chậu 05 quay chưa? Quay rồi. Quay rồi à? Ừ, quay rồi. 05 cũng 350.000. Thì gọn sao kia. Vâng. Qua máy B về, máy B về cho tao kiểu gì mà dọc đường này tao nhìn thấy hai củ phân dê rơi dọc đường mấy đàn đâm. Đó, và tiếp theo em lên cho các bác cái sản phẩm sơn thủy tiên rất nhiều nụ luôn. Bác hút thuốc rồi bác ơi. Đấy, sơn thủy tiên cực kỳ đang vào mùa nụ nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, và trên các mắt này em chọn cái chậu mà ngồng nó dài quá rồi thì thôi. Đấy, còn cái chậu mà đang sưng mắt như thế này thì em bán cho các bác số 16 sơn thủy tiên. Toàn một dề như thế này, 300.000. Đấy, nó vừa đẹp. Số 16 này. Số 15. Đây, các bác nhìn này, nụ chi chít như thế này là vừa đẹp rồi, gửi các bác yên tâm. Mùa này gửi cứ thế buộc vào thôi. Gửi đi thôi. 15, 300.000. Số 15, 300.000. Chỗ này bung ra mai các bác. 300.000. Vâng. Số 14 cũng 300.000. Nụ này các bác nhìn này. 300.000 các bác nhé. 300.000 cho một chậu sơn thủy tiên. Rất là đẹp. Rồi, quay đi. Rồi này quay rồi. Rồi này quay rồi. Vâng. Tiếp theo em lên cho các bác cái sản phẩm kiều dẹt, 300.000 một chậu kiều dẹt, cũng chuẩn bị mùa hoa rồi. 300.000 số 12. Kiều dẹt như thế này, 300.000. Chậu kiều dẹt số 13 cũng 300.000. Nói thật với các bác, cái kiều dẹt chắc là mỗi mình em bán rẻ này thôi. Nhiều bác cũng 1-2 cây người ta cũng đòi 300-400.000 một chậu như thế này. Mặc dù em trồng cái chậu này, thực sự ra mà nói cái đợt đấy trồng và cái chậu này không được ưng lắm đâu. Nhiều bác cũng chê cái chậu đen này nhưng không sao cả, miễn là nó khỏe, nó thuần, nó đẹp thôi. Các bác về hoàn toàn có thể sang chậu theo ý các bác nhé. 13-300.000. Một sản phẩm rất là đẹp nữa, đó là dòng kiều tiến nguyên tử. Năm vừa rồi thì bác mua của em một số bác nở hoa rất đẹp, chuẩn mặt bông mặt hoa, nên bây giờ là tự tin bán rồi. Nói thật với các bác ấy, những chậu kiều tiến nguyên tử này các bác, bây giờ các bác nếu mua hàng rừng ấy, nó rơi tầm 300.000 một thân. Những chậu như thế này bây giờ khỏe đẹp như thế này giá chỉ có 300. Như chậu này số 08 350.000, 1 2 3 4, 5 cái thân to chưa kể cái thân nhỏ đang lên mầm gốc, chuẩn bị lên mầm gốc. 350.000 số 08. Chậu này thì đẹp mỹ mãn luôn. 1, 2, 3, 4, 5 đang lên mấy cái măng như thế này. Trồng trên một cái chậu rất là xinh luôn. Bác về trồng lên thêm mấy cái măng nữa này. Đấy, đang chuẩn bị nhú thêm mấy cái măng nữa. Đấy, cái này thì không bao giờ phải thay chậu cả. Bởi nó đây là một chậu lớn rất xinh rồi. 380.000 số 09. Chậu này cũng cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn này. Măng, hai cái măng này đang lên. Dòng kiều nhá, các bác đừng có đòi hỏi dòng kiều tím miền Bắc mà thân to thân mập. Dân nó rất mảnh khỏe, thân ngắn thôi, dân thân tăm, hình chân hương tăm. Đấy, nhiều bác là cứ đòi hỏi là kiều tím miền Bắc là thân nó phải nu như kiều tím miền Trung, không có đâu. Các bác lưu ý mua hàng là phải như vậy. Tìm hiểu kỹ, số 10 380.000. Kiều tím miền tử rất là đẹp luôn. Chậu này cũng qua mang xuống rồi mà chưa kịp bổ sung phân ở đây. Cái này thì chậu này em chưa, năm nay chưa bổ sung phân. Chiều nay sẽ cho phân vào. Nên là các bác mua chậu này em sẽ bổ sung thêm phân dê gửi cho các bác. Một dê kiều mỡ gà mười mấy thân như thế này. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân, 13 thân, chưa kể thân nhỏ. Số 11, 350.000. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Một sản phẩm đặc biệt, sản phẩm này trước khi bán phải có lời với các bác. Năm kia em mua một lô hoàng nhạn tháng 8 của bạn Anh Khôi, bạn thợ lan rừng ở Gia Lai đấy, thì về là không sai chậu nào. Và năm nay em mua được 5 chậu nữa thôi, giá nó cũng cao, nói thật với các bác, nhưng mà rất là đẹp, mà cứ thuần từ cây nhỏ lên. Và đến thời điểm này là em chưa thấy cái nụ nào nhé. Đây là em bán hoàng nhạn tháng 8 nhá, và em có bảo hành, và hình thức bảo hành như thế này.
để nói rõ cho các bác bán cái này nó giá trị nó cao, và hai nữa là bán theo mặt bông nên là phải bảo hành. Với giá em đưa ra như thế này, nếu sai hoa không phải hoàng nhạn tháng 8, em có trách nhiệm đền bù. Ví dụ đây là một cây hoàng nhạn tháng 4, đúng không ạ? Giá trị của nó chỉ rơi vào tầm độ 150.000 thôi. Đấy, thì bây giờ cái giò này, ví dụ như giò này là 520.000, thì nếu như các bác gửi lại cây cho em thì em đền bù hoàn toàn lại tiền. Và nếu các bác không gửi lại cây, các bác giữ lại cây này thì sẽ trừ đi 150.000 và em gửi lại tiền. Đấy là cách bảo hành như thế cho nó chắc chắn. Có cả hai bên, không có được bảo hành thế nọ bảo hành thế kia, mệt người lắm. Cây hoàng nhạn tháng 8 số 21 có giá 520.000 các bác nhá. Cây này lá to đấy, cây này tương lai này, lá phải hơn 4 cm rồi, không có cái thước ở đây. Xem cây này thôi. Ôi dồi. Cây này cũng rất là đẹp các bác ạ. Cũng có giá 500, cây kia đúng là phải bán hơn 520.000. 520.000 cây số 22. Đấy. Một giò quế tím. Quế tím được một cái nụ, hai cái nụ. Cây này nụ đâu? Em mới thấy hai cái nụ. Cây này chưa có nụ. Hai cái nụ giò quế tím 100 số 20, 160.000. 160.000 cho cái giò quế tím này, được hai cái nụ này. Lá đẹp. Vâng. Tiếp theo là em lên một cái giò đắt tiền. Một giò đắt tiền đó là hoàng nhạn 4N. Có hai nụ hoa, bản lá của nó thì chấm hết luôn rồi. Một trong những dòng lan hoa thơm, cực kỳ thơm, hoa vàng thơm, bông to, hoa thơm lắm. 1.450.000 số 17 nó hoàng nhạn 4N. Các bác nào có điều kiện chơi, năm ngoái em bán cho một số bác ở Hải Phòng về chấm hết luôn, chấm hết những cây to. Các bác lưu ý là những cái dòng hoàng nhạn 4N là các bác cứ xem trên các mạng xã hội bán xem, một cây độ 7 cặp lá này 400-500.000 một cây rồi, chưa được 7 cặp lá. Đấy, một cây to này thuần 3 năm rồi, nở hoa 2 năm tại vườn rồi, 1.450.000 công người chăm sóc. Thực ra tính ra có thận con nuôi nó vào chạm một cái lá. Một chậu bạch tuyết nhá, một chậu bạch tuyết đây, một chậu bạch tuyết này, mầm gốc đang lên hai cái mầm to như này, và các mầm lỡ này đang ở dưới này đang sưng lên rồi, 1, 2, 3 cái mầm lỡ và thân mẹ nữa. Một chậu bạch tuyết như này có giá 650.000 số 19, 650.000, dài tầm độ 50 cm. Ôi đang sưng mắt này, cũng ra kỳ ra hoa đây, các mắt đang sưng hết rồi các bạn, đang sưng mắt rồi. Về các bác chơi bây giờ thì đúng là ngày xưa thì có nhà có xe về cây này đây, nhưng bây giờ thì nó chỉ là 650.000 thôi. Một chậu phú thọ cũng rất là đẹp, năm cái trắng phú thọ dành cho các bác chơi để đơn thuần đây, thân này nó dài gần mét một. Vâng, và đây là giò số 7 dòng số 23. Tiếp theo là đơn vẩy dòng số 23 được một cái nụ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được 8 cái nụ nhá. Bác nào ở Hà Nội chơi giò này thì chơi nhá. Khu vực Hà Nội là ok, khu vực Hà Nội Hải Phòng là nhanh. Giò này có giá 180.000 cho cái giò vẩy dòng này nhá, số 23. Bác nào sưu tầm vẩy dòng này, vẩy dòng thì nhìn nó không được đẹp thân lá đâu, nhưng mà nó cứ khưng xương này thôi, nhưng khi hoa rực rỡ nhá các bác nhá. Số 23, 180.000. Vâng, và tiếp theo xin giới thiệu với các bác cái sản phẩm mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì cái tổ này là em ra sẵn rồi, tức là em chắt sẵn ra đây rồi, để ra sẵn rồi, đây là nguyên mật nha các bác nhá. 350.000 một lít nhá các bác nhá, chưa bao gồm phí ship. Các bác mua từ 2 lít trở lên thì em bao ship, bởi vì mỗi một cân mật ong này, mỗi một lít mật ong này được 25-30.000, chưa kể công về mua về nữa. Nên là các bác bây giờ gửi một lít mật ong đi cũng mất 29-30.000 tiền ship. Các bác mua 2 lít thì em bao ship em được 30.000. Đấy là nói rõ như thế. Vâng. Và video cuối tuần của hai bố con này đến đây là hết. Rất mong được sự ủng hộ của các bác. Một lần nữa xin chào và tạm biệt các bác. Chúc sức khỏe các bác. Xin chào và rất mong các bác ủng hộ nhá. Vâng.